Rồi em xin chào tất cả mọi người ha. Em lại quay đi video gửi đến anh chị đây. Hôm nay có một câu chuyện khá buồn về vấn đề chờ buôn bán vé nha mấy anh chị. Quay đầu tiên mấy anh chị vé đã nở đó. Nhiều lắm, nói chung là vé nở nhiều lắm mà đợt rồi do em đang bị hụt vé mấy anh chị. Hụt vé khá nhiều luôn á, do là vé em nó chết trong giai đoạn vé con á. Chết rất là nhiều. Sắp full chuồng trở lại rồi mấy anh chị ơi, sắp full trở lại rồi. Bây giờ là khoảng 12 giờ trưa, 1 giờ trưa, nó hơi nóng. Thì nè, em rảnh rảnh em làm video gửi anh chị xem. Thì sắp tới khoảng độ 3-4 ngày tới thì giới nhiều rồi mấy anh chị ha. 3-4 ngày tới thì giới em nhiều rồi. Nên em kể anh chị mới nghe câu chuyện cũng khá buồn. Một anh trại cũng gần, nói chung là măng anh em biết nhau cũng lâu rồi mấy anh chị, cũng khoảng 4-5 năm nay làm chung cái nghề giới, đầu bị dính xương đó em kể mà. Thì cái tháng trước á, là cái tháng tư á mấy anh chị, giới ế dữ lắm. Trong cái tháng tư giới nó khá ế, em nói thiệt, giới là nó khá ế đó. Đột phát ở đầu tháng 5 cho đến giai đoạn hiện nay thì giới tự nhiên cái nó đắt khủng khiếp. Không phải nó đắt mà không phải là thị trường nó tăng cái sản lượng mấy anh chị, mà do là giới nó bị chết khá là nhiều nên sản lượng giới nó không đạt á. Nóng quá mà nó sẽ chết rất là nhiều, nên dế đâu có đủ đâu ngoài cung cấp thị trường. Bắt một chuồng là em khoảng 17-18 kg, thậm chí 20 kg, mà bắt được có 7-8 kg thì làm sao đó. Ở Tây Ninh, khu vực Tây Ninh thì em hỏi một số anh đó, thì một chuồng người ta nuôi mà chắc tầng tầng cao lên đó. Có nghĩa là nuôi một chuồng khoảng 4-5 m² thôi, nhưng điều người ta chắc lên khoảng 4-5 như cái kim tự tháp vậy đó mấy anh chị. Chắc lên khoảng 4-5 lớp giấy, người ta bắt khoảng 7-80 kg như vậy đó. Thì người ta nuôi khoảng mấy chục ổ, mấy chục khay trứng dế được mấy anh chị, chứ người ta đâu có nuôi ít đâu đó. Thì người ta bắt cũng sản lượng có mười mấy 20 kg, thành ra nó thiếu dế. Thị trường bây giờ xuống dế hơn 100.000 kg, dế sỉ mà hơn 100.000 thì làm sao mấy anh em lấy nổi mà bán. Ví dụ như những người mà ta làm ăn mà ăn chịu ta một thời gian khá lâu rồi, người ta sẽ cố gắng mà gồng gượng nhau với anh chị, tại cái giá cũng giá cũ thôi đó. Thì câu chuyện em nói là một anh cũng gần ở trại của em nè, nói chung mình làm biết ảnh cũng 5 năm nay thì làm ăn. Thì trong tháng tư ảnh ế quá, ảnh cũng ảnh kêu em lấy, cứ đâu khoảng ngày 2 ngày bắt đầu ảnh nhắn tin hỏi Phúc ơi, em có với em có hộp với chim không, lấy phụ anh. Nói giờ anh quá trời rồi, một ngày anh tiêu thụ một bao cám hơn. Nó trời ơi, em đây cũng y như anh thôi, nói chung cũng bị dư chút đỉnh, nói chung dư mà em không cứu được đó. Rồi bắt đầu cái 2-3 ngày anh lại nhắn, mà vô tình lắm anh chị. Em thấy cũng tội, tại ảnh cũng có cái nghề dế không à, rồi nuôi 2 đứa con, em thấy cũng tội. Thì bắt đầu em mới đi bỏ dế rồi đó, em mới hỏi một số mấy anh chị mà cũng bạn hàng với nhau, hỏi mấy anh chị có lấy không. Thì mấy anh chị đó có lấy, và em nói anh này thì anh muốn làm ăn lâu dài, làm ăn là luôn, rồi sau này cứ ngày bao nhiêu ký một ký hoạch định rõ ra giá cả nó đâu đó, thương lượng đó. Thì bắt đầu cái em vô tình em gặp được cái mối đó, em bắt cho ảnh làm. Em không suy nghĩ gì đâu mấy anh chị. Em chỉ nghĩ là bây giờ mình giúp ảnh đi rồi bắt đầu sau này mình thiếu với anh cũng chia cho mình. Ví dụ mình trong giai đoạn thiếu dư gì đó, hai anh em cũng thương lượng qua lại. Cái đầu tháng 5 bắt đầu nó thiếu giới. Y như rằng là nó thiếu giới mấy anh chị. Bắt đầu cái mà em liên hệ lại với anh đó thì bắt đầu là, nói chung là em nhắn tin nó, anh ơi cứu em 2 kg thôi, chứ không cần nhiều đâu, khoảng 10 kg, 20 kg nó quá nhiều, 2 kg rồi để em giải quyết cho mối. Anh nó không có mấy gì đắng thì chứ em biết chứ bộ, em không biết đâu, ngày nào cũng có giấy nở, ngày nào cũng bắt. Anh trả lời em là ngày anh bắt có 7-8 kg, không có đủ, mà anh không, thậm chí anh không dám bắt nữa, không có giao mối giao lái gì hết. Nhưng để em tìm hiểu, em hỏi hẳn cái mối mà lái một trước em giới thiệu làm ăn thì em thấy là ảnh có bỏ hàng ngày cho chị đó, một ngày có thể là 5 kg, 7 kg, thậm chí 10 mấy kg luôn, mà trong khi cắt ra 2 kg để chia cho em thì anh ấy không chia. Trời ơi, nó thiệt với mấy anh chị, giàu nghèo tới đâu mấy anh chị, 2 kg lâu giấy đó thì ảnh không có chia. Nhưng điều em tìm hiểu là cái mối đó, thì bắt đầu em mới liên hệ thẳng cái mối mà em giới thiệu cho anh làm á, thôi anh bớt em 2 kg. Thì ảnh ok liền, anh cái mối đó người ta ok liền, tới nó chờ 2 kg nhầm nhò tới đâu, trong khi mà giới thiệu tao lấy dế nữa mà giữ 2 kg tới đâu. Thì bắt đầu là em mới lấy dế, mà đắng cái chỗ này là cái anh trại đó đó là thân với em, là chơi từ nào giờ mà anh không giao dế cho em.
có 2 kg thôi chứ phải mười mấy 20 kg em không nói mấy anh chị. Bắt đầu cái mối đó đó bắt đầu lấy trên ảnh phia là tối là phia sáng là bắt đầu là cái ảnh đi giao dế, cái anh trại dế anh đi giao dế, giao đằng kia anh đây em đứng em lấy lợi mà ăn trên lệch nhau mấy chục ngàn luôn mấy anh chị. Có 2 cái dế mà ăn trên lệch nhau mấy chục ngàn, nói chung là nghe cũng buồn mấy chị. Rồi cái mối này là đúng là mình là giới thiệu á, mình giới thiệu cho anh làm, giới thiệu cho anh có cái mối để anh giải quyết cái lượng dế tồn mà làm ăn lâu dài luôn, mà bây giờ anh quay ngược là anh chơi em. Không phải là chơi gì mà có 2 kg mà không chia được. Nói chung là ở này cũng là một cái kinh nghiệm thôi. Thì em nói thiệt chứ ngoài anh chị em ruột trong gia đình ra chắc thường thường là chắc họ họ chơi lén sau lưng không, chứ thật ra người ta không có suy nghĩ đâu, không có tầng nghĩa cái cách mà làm ăn ở ngoài đường đâu, ngoài làm ăn ở ngoài xã hội đâu, mà phải làm ăn lớn. Em không nói ba cái vụ này nhằm nhò cái gì đó, nếu như mà chúng ta sống như vậy liệu sau này chúng ta làm ăn được hay không. Thì sẵn đây em nó không ảnh hưởng gì nhiều tới em đâu mấy anh chị, với vài bữa nữa em lên cả đống cả thiên bắt đầu mối lái rất là nhiều rồi, không nhằm nhò vậy đó. Chẳng qua là em muốn kể cho mấy anh chị nghe một cái câu chuyện như vậy thôi, để mấy anh chị thấy được là hình như xung quanh chúng ta toàn là kẻ thù không mà, chứ không hay là người người thân hay là bạn bè hết mấy anh chị. Ngoài miệng lúc nào cũng anh em tình cảm anh em đồ này kia, thật ra sau lưng người ta muốn hưởng lợi nhuận. Thì đồng ý là em nói đồng ý là vì cuộc sống vì chén cơm, nhưng sống làm sao cho mọi người nể mới là gọi là sống mấy anh chị. Em xét thì cái tuổi đời mà nuôi dế là em thấy em nhỏ tuổi hơn so với những anh em mà nuôi trong cái ngành dế gần gần cái chuồng dế của em hết trơn. Anh nào cũng từ tầm 40 mấy đổ lên cho đến 50 mấy cũng mấy anh chị, nhưng kia anh kêu anh em hết, như toàn bộ kêu anh em hết. Chuyện gì mấy anh trẻ trong cái môn này, mấy anh trẻ mới học, ít có ai làm lắm. Đa số phải tầm 40 mấy 50 đổ lên thì người ta mới chịu cực ta làm cái môn này thôi đó. Bởi vậy em nói là nên mọi người thì đầu bữa có những cái clip mà em khuyên mọi người là nên chúng ta nên có những cái bạn bè ở trong ngành giới, nhưng thật sự ra sau này mới chiêm nghiệm ra rồi cũng cảnh giác được em anh chị ha, kịch cảnh giác đi chứ chứ nhiều khi không có ai là thật lòng đâu. Đó, những anh em mà những cái tiệm hoặc là những cái trại gà trại cá trại chim gì đó đã từng làm ăn với em thì mấy anh chị, thậm chí mấy anh chị hả hết giới vẫn chờ giới em lên để mấy anh chị lấy. Nói chung là người ta quý mình, người ta quý mình, ổng mà không biết là ở cái cách nói chuyện hay là như thế nào mấy anh chị, hay là cái cách sống hay là như thế nào mà em thấy mấy anh chị rất là quý. Hết giới chẳng hà chờ giới em chứ, hoặc là kêu em chạy đi rồi ví dụ như cái phần trên là giới bao nhiêu thì mấy anh chị sẽ trả, thì ví dụ như em mua ở ngoài giá nó cao thì mấy anh chị sẽ trả phần bù lỗ, thậm chí trả luôn tiền xăng cho em đi lấy nữa. Mấy anh chị rất quý em đó, chứ không phải vấn đề gì, tại vì em cũng không nghĩ gì mấy anh chị. Em đã nói rất là nhiều lần rồi, em có làm những cái video em nói rất là nhiều lần rồi, không chúng ta không thể bẻ cong được cái sự thật. Sự thật thì không bao giờ được, không bao giờ ai bẻ cong được hết, bởi vậy chúng ta nên nói thật. Ví dụ em nói nuôi dế chết là em nói dế chết, dế đất là dế đất, dế ế là dế ế, mớ gì phải che giấu. Trời em nói thiệt chứ nhiều nhiều anh á, trời mình giúp mấy ảnh trong giai đoạn khó khăn dế, mà bây giờ mình dẫn chiếc dế mình ra để mình chia cho mấy ảnh, trong khi mối của mình đã đủ. Ví dụ như em nói một ngày em đi một chuồng là đủ, hay là một chuồng rưỡi là anh đủ đi, hoặc là nửa chuồng là anh đủ, là một ngày như đó. Nhưng mấy anh nói trời mày mày chiết giùm anh khoảng 10 kg 20 kg hoặc 15 kg để anh giải quyết, để không là mất mối, là sau này không có cái cách làm ăn nó ok. Nếu mà anh nói vậy em sẽ chia không, mai mốt mấy anh có mấy anh cũng chia lại em, chuyện bình thường. Chia qua chia lại mình gồng mình chàng với nhau để mình giữ mối mấy anh chị. Thì đó em cứ nói là lý do tại sao chúng ta quen nhiều bạn bè, nhưng toàn bộ em thấy toàn là chơi xỏ lá với nhau không, mình giúp được nhưng tới chừng mà chia lại á không có giấy, hết giấy rồi. Nhưng phi đó là em biết em vô tình em đi thôi, chứ không em vô tình em đi giao giấy thì em gặp người ta chở kênh càng giấy mà nó không có chắc anh cái anh đó anh cũng có coi kênh YouTube của em đâu, anh đó anh chưa không coi kênh YouTube của em đâu. Nhưng em nói thiệt sống như vậy không bao giờ mà làm ăn bền được đâu.
Những cái mối đó em giới thiệu cho anh làm đó, em giới thiệu em nói lấy cho ảnh đi, ảnh cũng khó khăn, có nghề nuôi dế hay chồng làm nuôi dế là nuôi hai đứa con ăn học đồ này kia, thì người ta muốn cái cuộc sống người ta ổn định, em giới thiệu cho làm. Rồi thậm chí ảnh còn chơi đẹp em cái nữa này nè mấy anh chị. Ví dụ hồi đó em có một cái mối, bữa mình có một cái mối với chim, thì mỗi lần một cái anh với chim đó anh lấy 5 kg, anh lấy 5 kg năm, bắt đầu cái vô tình sao anh lấy, anh muốn bán với thịt anh lấy với thịt, thì em làm biếng làm lắm, em bán làm với thịt nữa, em mới giới thiệu qua cho một thì cũng cái anh đó, vợ chồng anh đó để làm với thịt, thì bắt đầu cái em giới thiệu em đưa lên nhà cho lấy luôn. Nhưng điều với chim là em vẫn bỏ cho cái anh khách đó nha. Nhưng bắt đầu sau khi bỏ với thịt xong được 2 3 chuyến cái ảnh hốt luôn mối với chim em luôn đó, anh hốt luôn mối với chim và anh lấy anh không biết anh cách nào thì không biết. Bắt đầu em gọi cho anh khách đó thôi sao anh không lấy, anh nói là ảnh ế quá không lấy, nhưng thật chất ra là vẫn lấy đều đều ở cái mối với thịt đó, chạy qua bên đó lấy luôn. Hồi đó nè em có làm những vấn đề này, một cái anh trại quen đi cũng 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 nhiều, em nói chung là em quen được 3 4 trại vậy đó, bắt đầu ảnh hết giới, ảnh giới thiệu khách ảnh qua chỗ em lấy lấy lần cũng 5 kg 7 kg vậy đó. Bắt đầu cái người ta quay lại người ta hỏi thì em mới nói là bây giờ anh có hỏi cái anh trại bên kia chưa, chứ tại anh là khách của bên kia mà, sao anh liên hệ lại coi có hay không. Rồi anh nói là bên kia không có, thì em cũng alo lại bây giờ khách của anh nó qua bên em lấy anh có giấy hay không, nên có giấy anh bỏ đi, còn không có để em giao cho cũng được tại em cũng đang dư. Không em hỏi là em hỏi một tiếng, thì anh đó nói là thôi mày giao đi, tại vì tao cũng hết giấy là tao để giấy cho khách khác, mày giao được thì mày giao thì ok em giao, trước khi hỏi một tiếng, tại khách khách của người ta giới thiệu mình mà, thì đồng ý là khách hỏi ai người đó bán, nhưng vấn đề là mình cũng phải nói chung là mình cũng phải tinh ý một chút, mình hỏi lại coi khách bên kia như thế nào, chứ đâu có đến độ mà mình giống như mình cướp khách của người ta đó mấy anh chị. Mình sống như vậy người ta mới nể. Em thấy sống như vậy người ta không biết này cũng biết chuyện một chút đó. Thì thôi thẳng chia sẻ như vài câu chuyện thôi ha, rồi nói lên nó là mấy anh chị nên rút kinh nghiệm để khỏi mắc những cái sai lầm giống như em. Đó là tin người quá đáng mấy anh chị, đó là tin người quá đáng đó. Mình cứ nghĩ là mình giúp người ta, nhưng trong lúc cái khó khăn mình nhờ người ta một chút đỉnh thôi, người ta cũng quay lưng với mình thôi. Nên bởi vậy hồi đó em có nói là chúng ta nên quen nhiều trại, nhưng thật sự ra mấy anh chị quen thì quen thôi, nhưng vấn đề là em thấy mọi người đều vì cái đồng tiền mà nói chung là hành xử nó không có đẹp lắm. Thôi thôi thì thôi, bên đây là bài học, thì mọi người nếu mà có cái gì mình suy nghĩ trước ha, chứ em thấy là ngoài anh chị em cha mẹ trong nhà ra thì tất cả đều là chơi xỏ lá nhau hết. Thôi nói giống như nói xấu mọi người quá. Thôi rồi, trưa này hơi nóng anh chị, mới mưa xong á mấy anh chị mà vẫn nóng mấy anh chị ơi. Nó thì khoảng 3 4 ngày nó thôi là dế nó tràn ngập trở lại rồi, 3 4 ngày nữa thôi là dế em tràn ngập trở lại rồi, không có hiếu nữa đâu. Mấy anh khách thông cảm giùm em, mấy anh mà mối lái của em, mối của em thì thông cảm giùm nha, chết dế cũng mấy bữa đó chứ cũng khổ lắm, dế gì đâu mà hơn 100.000 ký chắc chết. Đó, giá sỉ mà hơn 100.000 chết chết mấy anh chị. Đó. Rồi em kết thúc video tại đây nha. Mấy cái vấn đề mà kỹ thuật mà nuôi dế hoặc là cách nuôi dế mấy anh chị cứ nhắn tin Zalo với em ha, mấy anh chị cứ nhắn tin Zalo đi, em rảnh lúc nào em trả lời lúc đó, chứ nó không có cái gì mà phải tính phí đâu. Đúng rồi, nhắc cái câu chuyện lúc trước có một anh đặt vấn đề là trả tiền cho em để em chỉ kỹ thuật, trời nó không có đáng giá gì đâu mấy anh chị. Em nói tất cả phải trả bằng tiền hết. Đó, tất cả phải trả bằng tiền hết. Cứ thử nghiệm đi ha. Thử nghiệm từ một chuồng, hai chuồng, trải nghiệm từ năm này qua năm kia, hay là từ mùa này qua mùa kia, sự chuyển hóa mùa như thế nào. Con dế nó chuyển biến làm sao, nó ăn làm sao, nó uống làm sao. Rất là nhiều cái để nói ha. Thì mấy anh chị cứ nhắn tin Zalo, em rảnh là em trả lời liền. Không có gì phải tính phí hết ha. Không có gì tính phí đâu. Ba cái nghề này biết đâu em cũng đâu có làm cái nghề này hoài đâu mấy anh chị, hoặc là anh chị có làm hoài cái nghề này đâu, cực lắm. Bởi vậy mấy anh trẻ không anh nào chịu làm, nó chẳng hạn đi làm công ty chứ không là làm cái nghề này. Thì nói thì nó cực, như cái này khi mà tiền nó về thì nó sướng đó, chứ để mất công lúc nào chúng ta cũng nói là thấy nuôi dế lúc nào ai cũng than cực, thế không gì phải có lúc sướng là lúc là cầm tiền đó mấy anh chị.
bán được cái sản phẩm của mình. Người nông dân sướng nhất là khi mà làm được sản phẩm, bán được sản phẩm và lấy tiền bỏ túi là thấy lúc đó sướng rồi. Sướng lắm anh chị. Nó phải kể những cái lúc sướng như vậy chứ đâu phải lúc nào cũng khổ đâu mấy anh, cứ lên mạng kể là trời khổ lắm, nuôi dế cực khổ này nọ, bụi bặm rồi đi giao dế cực đồ này kia. Sao mấy anh kể không kể cái lúc mà lấy tiền mấy anh sướng đi, đến một lúc mấy anh tiêu thụ khoảng 300 400 500 kg dế một tháng đi đó. Trung bình hiện nay em đi có 200 200 mấy mấy anh chị, có tháng nhiều nhất thì 300 kg thôi. Đó là cái mô hình nhỏ bán lẻ cho một người làm đó mấy anh chị, đó bán lẻ thôi. Mình cứ tàm tàm vậy mình đi ha, mình tính là vậy đó mấy anh chị, cứ tính đi rồi cũng tình nhân số tiền biết là một tháng thu nhập bao nhiêu liền, trừ số tiền cám ra là biết bao nhiêu liền, đâu có gì đâu phải khó rồi ha. Video em làm cũng khá dài rồi thì sắp tới em sẽ cố gắng làm thêm video gửi đến mấy anh chị. Còn về cái kỹ thuật hay là thức ăn đó, thì sắp tới em sẽ nghiên cứu ra được để nó có những cái video nó hợp lý hơn. Còn nhiều anh nuôi chết đó, thì thôi chắc cũng em cũng vậy thôi, chứ cũng có nó không có giỏi gì lắm mà ha. Rồi xin chào tạm biệt mấy anh chị ha.